Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Bây giờ vào trong rank kiểu nhà nhà Fallen, người người Fallen. Chính vì thế tâm lý chung của mọi người bây giờ hiện tại đang là mong muốn cho cái meta này mau chóng là kết thúc. Meta kết thúc sớm đi để chúng ta sang một cái meta mới, những cái update mới, tìm hiểu về những cái nội dung mới cho nó hay ho, cho nó hấp dẫn hơn. Chứ còn bây giờ thực sự là nó khá là một màu Fallen. Dã man. Cái trận này nó cho tôi khá là nhiều đồ bắn trưởng. Không biết là liệu rằng chúng ta có chơi bắn trưởng trong cái trận đấu này không. Bây giờ cái bộ những cái bộ bắn trưởng anh em ạ, nó rất là dễ để counter. Đấy. Nếu mà không có những cái phương án chuẩn bị, nó gọi là gì? Nó gọi là cái gì? Phản counter ấy, phản counter đúng không? Thì chắc chắn là rất khó để có thể được top 1. Chơi mết là một trong những cái đội hình mà nó không yếu, nó không hề yếu nha anh em nhá, nó không yếu nhưng mà nó dễ counter lắm. Cuối game chỉ cần chuyển sang 6 cá là counter rất dễ. Đấy, mà nhất là những cái bộ mà chơi fake ấy, fake mà chuyển từ cái bộ ví dụ như là Fallen 9 sin chẳng hạn mà chuyển sang 6 cá nó rất là dễ. Nó rất là dễ luôn. Đấy, thế nên là nếu mà có xác định cái con đường chơi mết thì sẽ phải có cái phương án là chơi là phản counter. Thực ra cái bộ mết đánh rank nó vẫn rất là ngon anh em ạ. Nói chung là ngon nghẻ đấy. Cái bộ này thì nó khá là mạnh, nó không yếu nha anh em nhá, nó chỉ dễ bị counter late game thôi. Tức là nó khó được top 1 đấy. Top 1 rất khó. Ok, 3 Assassin này. 3 Assassin. Rang này sẽ phải bán để up cấp. Skybreaker này cũng sẽ phải cho vào. Tạm thời cho con Tabu Witcher ra anh em ạ. Tí nữa nếu mà thêm được con Skybreaker lên 2 sao tôi lại cho vào. Trận này thì lại không có rồng 5 đô nhỉ. Nếu không chơi 5 rồng 9m. 5 rồng 9m thì nó rất là mạnh. Phải nói là mạnh ấy, chứ còn không thể nói là yếu đâu. Khá là mạnh đấy, chỉ có điều là nó dễ bị counter bởi cái mấy cái bộ fake chuyển sang 6 cá thôi anh em ạ. Đấy, chứ còn nếu mà để mà đánh ở giữa game hay là đánh bình thường thì cũng rất là khỏe đấy. Nếu mà không có thằng nào mà chuyển sang 6 cá. Bởi vì người chơi đó là 8 người chơi chứ không phải chỉ có một mình. Người ta cũng sẽ không chuyển sang 6 cá là người ta counter ở mình sớm. Nên là cái việc chơi mết là vẫn rất là ok. Nhất là khi mà chúng ta có đồ. Chúng ta có những cái đồ được độ để chơi mết. Các cái đồ tăng mana sớm. Đồ tăng mana ấy, ở trong cái meta này này, nếu mà anh em lấy được những cái món đồ tăng mana ở giai đoạn đầu game ấy nhá, thì nó là một cái món đồ ấy mà nó giúp cho anh em có thể đánh được chuỗi thắng rất là dài. Đồ tăng mana, đồ bắn trưởng ấy. Chứ còn mấy cái đồ đánh tay nó không uy tín đâu. Mấy cái giống kiểu cái que hay là cái dao, hay là mấy cái đồ kiểu đấy, mấy cái đồ tăng cơ. Tăng cơ thì tôi thấy cái nhẫn thì cũng ok. Nếu mà anh em có lấy được 3 cái nhẫn đầu game tăng 60 máu một giây đấy, thì cũng ok. Thì cũng chỉ có cái món đấy thôi đấy, lấy được cái nhẫn thôi. Chứ còn các cái món khác thì tôi thấy nó cũng không ngon bằng những cái món đồ bắn trưởng đâu. Bắn trưởng là ngon nhất rồi. Ok, rồi. Thế này là cho 3 Goblin vào thì cũng được. Nhưng mà tôi đang có cái con gấu. Con gấu này nó gọi thêm con đệ nữa là thực ra là chúng ta có 6 con. Để cái này vẫn ngon hơn. Bây giờ chúng ta up một cấp nữa, chúng ta có thể cho được cái con Skybreaker vào là có thêm bộ Goblin. Rồi, đợi chút. Bây giờ hiện tại đang là công thủ khá là toàn diện đấy. Thứ nhất là có đồ tăng mana nhanh này, bắn trưởng mạnh này, gây sát thương phép này. Thứ hai là có sát thương vật lý ấy. Sát thương vật lý đến từ Assassin và đến từ con gấu. Rất là khỏe. Úi rồi. Được đấy. Thế này có mạnh hơn không nhỉ? Hay là cho thêm Assassin vào? Thực sự ở trận này cũng chưa biết chơi cái gì. Tự nhiên lại ra Assassin với con súng này, lại có những cái kiểu hơi lăn tăn này. Cái vụ là nếu mà chúng ta chơi Assassin fake thì kẹp súng thì có được không? Nhưng mà lấy đồ rồi anh em ạ. Lấy đồ rồi. Tôi nghĩ là Assassin tôi sẽ bán sớm đó. Chuyện này khả năng là tôi vẫn sẽ chơi bắn trưởng. Bắn trưởng thì là có hai bộ chơi được, là cái bộ Phaser ấy. Bộ Phaser và bộ 9m đều có thể chơi bắn trưởng được. Từ từ xem chuyển sang cái gì. Đây này. Ác mộng này anh em này. Mà ra một lúc 4 con Egersis ạ. Vãi đái. Thế này hơi khó nghĩ nhỉ. Ra một lúc 4 con Egersis chả nhẽ lại không chơi. Thế này khỏe không? 2 Warlock, 2 Warlock, 3 Goblin. Egersis thì từ từ đấy anh em ạ. Tôi sẽ không kèm Egersis giai đoạn này đâu, trừ khi là có con Egersis lên là 2 sao. Khi mà nhìn thấy một cái con Fallen Witcher mà có cái bờ linh này là khả năng cao nó sẽ là cái bộ Witcher hoặc là cái bộ 9 Assassin đấy. Lấy sách đã nhá. Rao này kiếm cuốn sách. Ok. Được rao nào hay rao đấy. Thực ra nhá, nếu mà round sau chúng ta có thể up cấp lên cấp 7, sau đó chúng ta vẫn để nguyên thế này cũng được. Kiếm mỗi round thêm quyển sách dí cấp cho nhanh. Rồi để xem là round 11 gặp ai nào. À, còn gặp thằng Trung Quốc anh em ạ. Thằng Trung Quốc chưa gặp. Ok. Nói chung là nếu mà đánh cẩn trọng thì có thể là up cấp lên cũng được, chả sao. Lại ra một cái hộp ma thuật hơi thừa. Ui rồi ôi. Thế này khả năng là chơi fake rồi. Ra cây 2, ra cả con Doom này. Ok, vậy là chúng ta sẽ chơi Phaser hay là 9m đấy. Đồ đây có Blink rất ngon luôn. Toàn đồ bắn trưởng thôi anh em ạ. Chuyện này toàn đồ bắn trưởng thôi. Cho thêm con cây vào nhá. Ở đây chúng ta còn có một con Doom nữa này. Con Doom này rất là ok. Thôi, tháng nào này tôi sẽ mua con Doom. Đội hình bây giờ hiện tại đang tương đối mạnh. Kẹp được cả beat vào nữa. Tôi sẽ pick thêm mấy con Wizard này vào anh em nhá. Đây ok. Chúng ta có Doom rồi nên là cái chuyển sang mết nó cũng dễ thôi. Tuy nhiên là vẫn chưa thấy có con mết nào. Thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy có con già và con Thunder Speed nó ra. Có lẽ là tôi sẽ không thể chuyển sớm được đâu anh em ạ. Chúng ta sẽ phải lên level cao đấy. Đẩy lên 8 sau đó mới chuyển dần thôi. Đội hình để như này nó mạnh nhưng mà đến lúc mà chuyển sang cái bộ fake ấy thì toàn 1 sao thì không chơi được. Ôi chết rồi. Heaven Bomber tôi bị bớ kìa. Vớ vẩn ra này thua này. Rao này khả năng mất chuỗi. Phải giết được con sâu. 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 Đúng rồi. Ui mày quá anh em ơi. Vẫn sống. Vẫn ăn. Cắt chuỗi luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Chưa thấy mết đâu. Bây giờ mà kích Wizard là sẽ chúng ta sẽ có thể chuyển sang cái bộ 6 bit fake trước. Ok, 6 bit fake thì cũng được. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải bỏ con cây ra. Con cây 2 sao chúng ta sẽ phải bỏ ra thì mới chơi được. Hy vọng là tôi sẽ giữ được cái chuỗi này đến sau round 15. Chỉ cần nhẹ nhàng thế thôi. Tiền nó cũng đang hơi bị thọt đấy anh em ạ. Đang ôm hơi nhiều. Ôm hơi nhiều, hơi thọt. Bây giờ mất chuỗi là thọt tiền. Tốt nhất là lên giữ chuỗi sau round 15. Đây rồi, con Thunder rồi. Chúng ta sẽ có 3 mét. Có nên tham một round nữa không nhỉ? Bây giờ bỏ Thunder vào thì chắc là tôi sẽ bỏ cái con sói ra thôi. Rồi, đánh cho nó an toàn. Cẩn thận anh em ạ, đánh cho nó cẩn thận. Đây này, xin fake đây này anh em này. Đấy, xin fake đấy. Lại phô lần xin fake. Đi đâu cũng gặp. Cay nhờ. Đánh kiểu mình kiểu chơi mấy cái bộ mà không phải là cái bộ đấy, xong mình cảm thấy là mình cứ bị yếu ấy. Bây giờ gặp mấy cái thằng đấy. Bây giờ mình chơi 9m đúng không? Bây giờ chúng ta chơi 9m. 9m fake không tí nữa. Đến lúc mà solo chuyển sang cá lại counter. Dễ không? Kiểu nhìn trước được tương lai rồi ấy. Ok thôi được rồi, bây giờ tôi lại tận dụng tiếp. Chúng ta sẽ phải tận dụng. Cái con Fallen Witcher là cũng có một cái lỗi mà nếu mà chỉ cần sửa cái lỗi đấy thôi ấy, thì tôi đảm bảo với anh em luôn là người ta sẽ ít chơi cái bộ này hơn. Người ta sẽ không có chọn cái bộ Fallen Witcher kẹp 9 xin phách nhiều đâu. Đó chính là cái dạ áo bất diệt ấy. Một cái món đồ rất lỗi. Với cái khả năng bất tử trong vòng 4 giây mà thậm chí là còn không phải là chỉ có bất tử không mà nó còn kháng tất cả mọi loại hiệu ứng khống chế. Khiến cho khi mà nó bật cái giáp bất diệt lên thì khả năng nó trong 4 giây là nó ngồi nó đấm. Thì không chết thì cũng đối thủ cũng giặt dẹo. Nói thật với anh em là trong vòng 4 giây bất tử mà có 5 cái con phô lần nó đấm thì thôi, tôi nghĩ là chả có cái thể loại nào sống nổi. Quá khó chơi. 9m rồi, bây giờ đủ bộ rồi nhưng mà lại bỏ ra thì lại hơi yếu nhá. Bây giờ bỏ hơi nhiều ấy. Lên level 8. Này là phải lên 9 mới chơi được cơ. Chưa có Grim nên là bỏ hơi nhiều bài anh em ạ. Thế này chúng ta sẽ phải dồn đồ cho cây à? Thế này có yếu hơn không nhỉ? Tôi sợ xoay phát sang như này mất chuỗi luôn này. Rồi lấy cái cầm đánh. Cái cấm đánh nó sẽ giúp chúng ta đỡ được cái phần nào các bọn Fallen giai đoạn đầu game. Thực ra là cái cấm đánh nó chả có cái tác dụng gì, tôi nói thật với anh em là như thế. Cái cấm đánh ấy gặp Fallen thì nó chỉ cấm đánh lúc nó chưa hóa thôi anh em ạ. Nó hóa cái là mất cấm đánh luôn. Chả có cái tác dụng gì luôn. Cấm đánh bây giờ thì cũng chỉ chống được những cái nhà khác thôi. À đây rồi, ui Grim. Grim mà thay cho Grand Herat rồi. Nhưng mà cái đội hình này nó hơi mỏng anh em ạ. Đội hình này nó hơi mỏng. Bây giờ chúng ta đã form được cái bài 9m rồi đấy, nhưng mà nó tương đối mỏng. trông có vẻ không uy tín như lắm. Gặp ngay thằng trộm chó. Mà thằng trộm chó này còn con bé, thằng này chắc vẫn ăn được. Tôi nghĩ là vẫn ăn được rồi. Chúng ta có Doom mà. Trộm chó mà chưa có heo thì vẫn vô tư. Heo này. Con này cũng cho được vào 9m được. Đây rồi, Thunder 2. Rồi, đập trứng luôn. Đập trứng là một cái hình thức tiết kiệm. Chúng ta sẽ không mất quá nhiều tiền vào cái việc là roll. Ok. Món này sẽ để cho con heo. Máu Echo là để cho con heo cầm rất là ok, không phí đâu. Chúng ta roll ra được cái đấy là nó cũng ngon đấy. Ê à, thằng này có vẻ to đấy. Càng mày quá, có combo đẹp. Con Doom mà Doom được. Rồi. Tôi có một cái Blink cho con Grim, chính vì thế là cái combo nó thực hiện nó rất là perfect. Rồi cái tầm này roll thêm con ác mộng 2 sao xong up 9 thôi anh em ạ. Thậm chí là bây giờ tôi có thể up 9, tôi không cho ác mộng mà tôi cho cái con heo vào cũng được. Con heo đang có đồ. Nhưng mà tôi chưa up 9 đâu, tôi sẽ phải roll ở 8 cho nó full 2 sao đã. Bây giờ nó hơi mỏng. Từ từ đã, bình tĩnh. Ok. Ui, đứng ở trước mặt cái con Thunder của tôi. May quá, vẫn bắn được trưởng. Rồi, cắt chuối. Roll tiếp anh em nhá. Con này dùng được này. Quá tuyệt vời. Cây lên được 3 sao. Rồi, heo nữa này. Con heo này cũng sắp lên 2 sao rồi này. Đấy, đồ rất là ok. Có thể chơi được, tận dụng được. Trận này nếu mà chơi 9m fake ấy, mà xanh sớm là phải đẩy bọn nó nhiều vào. Đẩy thật nhanh. Không tí nữa là bọn nó có cái con đường nó xoay bài thì nguy hiểm lắm. Chơi bộ này dễ counter. Già này. Tôi nghĩ là tôi sẽ chơi con già thay con Flame. Búa xét. Cho con này vào đi. Tận dụng được cái búa xét thì cho con Lancer vào chơi. Lancer cho cầm đồ đánh tay đi. Rồi, tạm thời thế đã. Xong rồi lại roll ở 9. Ok, tôi nghĩ là ổn. Tôi nghĩ là ổn, nhưng mà chuỗi này thì chắc là cũng sẽ không giữ lâu đâu. Tầm này bắt đầu các nhà nó form được đội hình rồi. Đồ này thì bây giờ tôi vẫn chưa muốn rèn ra những cái món đồ cam hay là những cái món đồ tím anh em ạ. Về căn bản là tất cả những cái món đồ mà bây giờ hiện tại đang có ấy, là chúng ta đang sử dụng được hết. Tất cả đều sử dụng được. Nên là tôi cũng không muốn rèn. Không phải cứ là đồ cam hay là đồ tím hay là nó là đồ xịn, đồ mạnh đâu anh em. Nhiều khi nó còn phụ thuộc vào xem là đội hình chơi là cái gì. Đội hình chơi là đội hình gì là một này, thứ hai là gì. Tướng sử dụng là tướng gì. Nhiều con tướng nó chỉ cần những cái món đồ xanh dương, thậm chí là cả món đồ xanh lá cây nó cũng là những cái món đồ trấn. Anh em biết là như cái bộ Egersis kẹp lùn ấy là nó là cái món đồ xanh lá cây luôn đấy. Thế là Tôi cũng không có ý định là tôi rèn luôn. Mặc dù chúng ta có những cái rèn, có những cái khả năng được rèn free, nhưng mà chúng ta không rèn nha anh em nhé. Nếu mà rèn thì tôi nghĩ là bỏ duy nhất là cái này. Ok, đây. Máu Echo là cái món đồ bây giờ hiện tại tôi định là lên 9 ý, là tôi cho con heo vào, nhưng mà bây giờ tôi lại hết slot rồi. Tất cả những cái món đồ, những cái con nó đang ở trên bàn cờ này là những cái con mà tất cả đều phải sử dụng anh em ạ. Tất cả đều phải sử dụng, nên là không có chuyện là tôi bỏ cái con Doom ra hay là tôi bỏ. Đấy anh em thấy không? Con Doom này nhiều khi nó có cái tác dụng của nó. Doom và co của đối thủ chẳng hạn, Doom vào con Fallen của đối thủ không cho Fallen hóa chẳng hạn, cũng rất là ngon. Đấy, con già thì đương nhiên là không bỏ ra được rồi. Con cây thì tăng cơ đang 3 sao. Con Lancer thì đang có đồ. Đấy, đồ đánh tay ở đây là búa xét thì cũng không thể bỏ được. Chính vì thế là nếu mà cho heo vào phải lên 10. Lên 10 mới cho được. Ok. Thế nên là cái việc bỏ cái máu Echo thì cũng được. Cũng đồng ý là bỏ cái gặp máu Echo đấy thôi. Còn những cái món đồ khác thì từ từ đã anh em nhé. Nhiều khi là chúng ta chơi kiểu không phải là dùng quá nhiều đồ cam hay đồ tím ấy, mà chúng ta dùng là những cái món đồ nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta cho hai con tướng cầm là hai con co. Đấy thì cũng được. Cái trận này thì con Thunder với cả con Lancer tôi nghĩ nó sẽ là hai con co đấy. Con Lancer nó sẽ gánh cho tôi cái con đường đam tay. Này, gặp ui 6 cá mẹ, thế thôi chịu. Gặp cái bộ 6 cá này thì đỡ làm sao được. Đánh ác thật. Ác thật sự luôn. Thôi là Witcher nhìn thấy tôi chơi chơi 9 mét fake chuyển sang 6 cá fake luôn. Chơi luôn này anh em này, thấy không? Đấy, thế nên mới bảo là cái bộ này nó dễ counter mà. Bộ này nó quá dễ bị counter luôn ấy. Chỉ cần chuyển sang 6 cá thì không có cái cửa gì ăn được luôn. Mà trận này có nhiều cái thằng God Warlock. God Warlock khá là nhiều. Có cả God Shaman à, God Shaman, God Warlock. Shaman là cái thằng mà tôi sợ đấy. Mà trận này có khi là late game là chúng ta sẽ phải tính cái con đường là chuyển sang Warlock đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là như thế. Thế là thôi nha anh em nhé, không có roll ở cái level thấp đâu. Đã chơi là lên hẳn level cao chơi luôn. Úi ôi, nhìn này, bị dí cho. 9m vẫn có thể đấm được Warlock. 9m fake có thể đấm được Warlock đấy. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có những cái món đồ thừa. Nhưng mà chưa rèn vội. Đã rèn là rèn một phát lên đồ cam luôn. Rồi, Doom 2. Trong cái trận đấu này có khá là nhiều gót đây anh em ạ. Nên là tôi đã chuẩn bị hai con Doom luôn. Hai con Doom 2 sao luôn cho nó cẩn tắc vội lái anh em nhá. Đánh cực kỳ là cẩn thận, cẩn trọng. Còn cái nhà Kinh Trần Dần chơi cái bộ 9m fake thì chúng ta sẽ có phương án sau. Nhà đấy khả năng sẽ là solo lết đấy. Nên là phương án nó sẽ để cuối cùng. Bây giờ cứ lo những cái nhà ở dưới trước đã. Đấm cái nhà God Warlock đi đã. Những cái nhà God Warlock là những cái nhà khó counter đấy anh em ạ. Khó counter nên là chúng ta đấm trước. Một cái con ác mộng mà nó lên được 3 sao mà nó cầm full đồ thì rất khó để có thể tiêu diệt. Ok, tôi sẽ lấy cái món đồ tím đầu tiên nha anh em nhé. Có phải cân nhắc lắm mới chuyển sang cái món này ấy. Không là tôi vẫn giữ nguyên đồ. Rồi tôi đã phải vứt một cái viên ma lăng đi, một cái trượng phép đi để tôi đổi sang món đồ tím. Cái con mèo này thì nó lại không cho được vào trong cái bộ fake anh em ạ. Nó không cho trong bộ fake, kẹp vào là mất fake luôn, nên là không chơi được anh em nhé. Ok, cái này chơi chơi gì đấy? Mèo kẹp mết à? Sắp đi rồi này. Linh hồn ánh sáng, con này thì kẹp được. Linh hồn ánh sáng này chúng ta có thể chuyển sang là gì? Là 6 đá. Tí nữa thử xem 6 đá có counter được cái thằng kia không. Chúng ta sẽ không chơi mết nữa, mết fake nữa, mà chúng ta chơi 6 đá. 6 đá hoặc là Warlock. Đây, Warlock đây. Warlock fake. Chúng ta cũng là một cái bộ fake, nên là chúng ta cũng chuyển nó cũng linh hoạt như đối thủ thôi. Đối thủ chuyển được 6 cá fake thì chúng ta cũng có thể chuyển được fake. Cái quan trọng bây giờ là cái con Lancer của tôi ấy, nó lên được 2 sao. Đấy, con này nó phải lên được 2 sao rồi nó mới chơi được. Và hiện tại là anh em cũng có thể thấy là đối thủ đã chuyển sang 6 cá thì tôi sẽ không lấy những cái đồ bắn chưởng nữa anh em nhá. Bây giờ chúng ta chỉ có lấy đồ đánh tay thôi. Chúng ta sẽ lấy đồ đánh tay cho Lancer đó. Đấm rất đau luôn. Ui anh em như này. Ác mộng. Ác mộng có bất diệt. Ác mộng có bất diệt. Nhưng lại bị Doom rồi. Thôi sao rồi. Đấm rất đau. Con heo lên được 2 sao rồi này. Chia đồ ra anh em ạ, mỗi con cầm một ít. Cái phản này cho con cây cầm nó nhiều máu. Nhiều máu thì cho cầm cho nó phản nhiều. Rồi chúng ta lên 10 thì chúng ta kẹp thêm con heo. Nhưng mà round sau, round này mới round 28 anh em ạ. Round 29 lên 10 cho nó tròn tiền. Cứ từ từ đã. Tôi nghĩ là bây giờ gặp nhà nào thì tôi cũng chỉ mất một chút máu thôi mà. Anh em thấy là bây giờ hiện tại là tôi có một cái lượng máu là 92 máu ở round 28. Quá là ok luôn. Thằng này quyết tâm là nó để 6 cá nó thịt tôi này. Anh em nhìn này. Cay nhỉ. Cay thật sự luôn ạ. Người duy nhất chơi mết bị 6 cá counter. Không biết là có mối thâm thù gì với mình không. Cho quả 6 cá là ác thật đấy. Quyết tâm là để 6 cá để đấm tôi. Các cái thằng còn lại ấy, để 6 cá nó có cái tác dụng gì đâu. Thà để 9 Assassin nó đấm mấy cái nhà Warlock còn ngon hơn. Đúng không? Anh em có công nhận không? Để nó để 6 cá nó đấm trực tiếp tôi còn gì nữa. Thôi không sao. Tôi có cái phương án chuẩn bị ở đây rồi. Nói chung ấy là khi mà tôi đã xác định chơi mết ấy từ đầu ấy, là tôi đã luôn có cái phương án dự phòng chuẩn bị ở trong cái đầu rồi. Có sẵn rồi. Nhìn ở trong truyền thuyết là có những cái gì để chúng ta có thể chuyển về để chúng ta counter vào những cái bộ còn lại rồi anh em ạ, yên tâm. Chả có tự nhiên mà chơi 9m làm gì để mà được top 2 đâu. Đúng không? Chơi mình làm content mà, mình làm video clip up lên trên YouTube thì rõ ràng là việc được top 2 là rất là sida. Thế là nếu mà tôi cứ chơi mết ý, tôi đâm đầu vào tôi chơi mết thì nó chỉ top 2 thôi đúng không? Cái kiểu mà chơi mết xong bị counter bởi 6 cá thì đương nhiên rồi, làm sao mà ăn được. Đấy, nhưng mà không, cái này là có sự tính toán từ đầu rồi anh em ạ. Nó không phải là đưa tự nhiên mà lại chơi 9m đâu. 9m đây nó chỉ là biểu diễn thôi. Nó chỉ là biểu diễn đầu game để bắt lạt bọn nó để... Đây bây giờ tôi vẫn để 9m luôn. Để tôi đấm hai cái nhà Warlock đi đã anh em nhá. Đấy, tôi thực ra lại tôi lại chính là cái thằng mà giải quyết hết. Tôi chính là cái thằng mà đây gọi là gì? Dọn rác đấy, để cho cái thằng Fallen Witcher kẹp với cá nó đấm tôi đấy. Chứ còn từ lấy giờ toàn là tôi giải quyết chứ còn ai nữa đâu. Anh em thấy không? Đấy, tôi cũng chính là cái người mà tiễn cái thằng Warlock lên bảng điểm số, chứ không phải là cái thằng Fallen 3 sao. Từ lấy giờ tôi vẫn là cái người giải quyết đấy chứ. Đó. Tôi đang giữ cái đội hình này bởi vì tôi muốn giải quyết lốt cái thằng Warlock. Đấy, thế thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển để chúng ta counter vào cái thằng kẹp 6 cá nha anh em nhé. Kẹp 6 cá tưởng ngon à? À, tưởng dễ ăn tôi à? Không dễ đâu, không dễ thế đâu. Nói chung là nếu mà xác định làm content để mà làm video clip thì nó đã có sẵn trong đầu rồi anh em ạ. Có sẵn là chơi cái gì và chuyển về cái gì để late game nó không bị top 2 ấy. Kiểu thế. Đối thủ chơi cái gì chúng ta xoay được. Đấy. Ví dụ như là gặp 6 cá thì phải làm sao nếu mà có 9m. 9m gặp 6 cá, bài này thì thực ra nhìn truyền thuyết này có rất nhiều thứ để có thể chuyển được. Chúng ta có thể chuyển sang đá này, chúng ta có thể chuyển sang Warlock. Vừa lấy anh em thấy cái thằng Warlock nó vẫn đấm cái thằng Fallen như con mà, nó có sợ đâu. Nó không sợ anh em ạ. Fallen kẹp cá Warlock là không sợ đâu. Cái búa bình minh này thực ra đánh xa không ngon lắm. Một cái giáp xoay. Cái con Lancer của tôi là đánh xa, mà con Fallen của địch thủ nó cũng đánh xa, nên là cái búa bình minh ấy nó không ngon. Trừ khi là đối thủ có cái con co đánh gần thôi anh em ạ. Đối thủ có co đánh gần, ví dụ như Shadow Blade trong bộ 9 xin chẳng hạn. Đấy thì tôi mới lấy cái bình minh thôi. Từ từ đã. Những cái món đồ này là những cái món đồ chúng ta chưa rèn được nha anh em nhá. Chốt phát quả cuối cùng đã. Batman này, con này phải lấy. Con này ở trong bộ Warlock. Doom hơi chậm. Thằng này Fallen có RO rồi. Fallen 3 sao kẹp RO. To đấy. Bài to à. Chuyển về Warlock, nhưng mà cái vấn đề cốt lõi là cái con Lancer nó phải lên được 2 sao anh em ạ. Glacier Warlock 4 Warlock 4 Glacier kết hợp với 6 Warlock. Đánh ở level 10. Nhưng mà phải có cái con Lancer 2 sao. Chí ít là Lancer 2 sao thì mới chiến được với cái bọn này. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang 6 đá anh em nhá. Chuyển 6 đá này bị vướng con heo à? Đây. Sáu đá ăn nổi đấy nhỉ. Tạm thời thì phải chuyển để cho nó bớt mất máu đã anh em ạ. Chứ để 9m thì mất nhiều máu quá. Để 9m mất nhiều máu quá, không ăn đua. Chuyển sang đá mà con Fallen nó bay xuống, nó bị đóng đá ấy. Sau đấy tôi Doom được với con Fallen thì tôi có thể khả năng ăn được. Khó nhỉ, khó đấy. Thậm chí nó còn mất nhiều máu hơn. Vãi đài thật. Đồ nó thế giới quá, đồ nó có BKB rồi. Có BKB thì khó rồi. Không được rồi anh em ạ. Khó nha. Mèo. Khó nha. Xem nào. Hai con chúa quỷ. 47 máu có sống được đến ra 35 không nhỉ? Bây giờ chỉ có thể sống được đến ra 35 mới có cái cơ hội thôi anh em ạ. Cho tôi sống được ra 35 đi nhá. Thunder ra nhiều quá nhỉ, nhưng mà bây giờ không dùng được nữa rồi. Không dùng được nữa rồi, con này vào là tự hủy đấy anh em. Thunder nó xòe quạt, nó phản cực kỳ mạnh luôn. Để có một cái dấu hiệu ấy chứ. Mèo nữa đây. Rồi từ từ đây. Rồi. Rồi, biết rồi. Ok. Sống lốt ra này thôi, cho xin sống lốt ra này thôi. 27 máu. Ok. Sống được lốt round này không? 27 máu thôi. Cố lên nào. Tôi nghĩ là vẫn sống rồi. Rồi, vẫn sống. Chúng ta chỉ mất 20 máu thôi. Ok, rồi anh em ơi. Chúng ta có cơ hội lật kèo ở đây. Ok, cũng may đấy. Còn 7 máu mà lật kèo anh em ạ. Do cái đoạn đầu tôi giữ máu tốt nên tôi mới được thế đấy. Chứ còn nếu mà tầm đầu game mà mất máu nhiều thì chắc là mấy round vừa rồi là bay màu à. Ok. Rồi, xả hết tiền rồi. Đối thủ sẽ bất ngờ lắm đây. Mới round 34 vẫn còn đấm cho tôi sấp mặt đúng không? Nhưng bây giờ câu chuyện nó sẽ khác rồi. Rồi thôi, chuyển đồ đó. Chúng ta chỉ có hơn 1 phút nữa thôi để sắp xếp lại đội hình. À, không lấy được cái món đồ gì cả, random luôn. Rồi, Shadow Blade cũng được. Đồ này anh em nhá. Ok. Rồi. Rồi, hết tiền. May quá chuyển kịp anh em ạ. Rồi bây giờ xem nào. Đồ. Chuyển đồ cho con mèo. Rồi, cái cướp điên nha anh em nhá, lấy cướp điên luôn. Đánh đôi công với mày luôn, sợ gì. Đây rồi bạn ơi. Úi rồi bạn ơi. Úi giời bạn ơi. Rồi. Xong rồi đấy. Cái tầm này nhá, tôi nói thật với anh em, bói đâu ra được cái bùa nữa. Bùa rèn từ lâu rồi anh em ơi. Bây giờ late game không có bùa đâu. Xong rồi. Thôi xong rồi. Chuyển quả này chí mạng quá nhờ. Cái bùa ấy, khi mà đối thủ nhìn thấy là có nhà trên mục sư từ đầu người ta mới lấy bùa thôi anh em ạ. Còn khi mà không có nhà mục sư ấy là có khi người ta đã rèn cái bùa đi rồi. Hoặc là thậm chí là còn không có bùa mà rèn. Bây giờ tôi tìm cái bùa khó lắm chứ đâu có dễ đâu anh em. Phải chấp nhận hy sinh những cái món đồ cam để rèn cái bùa. Khó lắm anh em ạ, không dễ đâu. Ôi xong rồi. Trò chơi kết thúc, chiếu tướng dã man. Nhẹ nhàng như này thôi bạn ơi. Ồ như nào. Ôi xong rồi. Vớ vẩn 31 máu đi luôn rau này chứ nhở anh em nhở. Anh em nhìn những cái con mèo của tôi đằng sau nó bắn kìa. Tôi còn bỏ qua một con mèo vừa nãy tôi không thèm chơi đấy. Tôi là mua con mèo đấy lên 2 sao rồi. Lãi đầu game là có một con mèo mà nó dính đến cái bộ fake của tôi không chơi. Đó, tôi không mua. Quá khỏe anh em ạ. Thật sự là bây giờ ấy, Fallen Witcher là có bay đường nào thì cũng thế thôi anh em ơi. Nó có blink bên trái bên phải ấy, nó đi bất cứ đâu thì nó cũng bị bắt thôi mà. Rồi. Counter tớ. Counter sao bị counter lại à. Đây nó gọi là tình huống phản counter đấy anh em. Trời. Thôi được rồi bạn ạ. Thế là đủ rồi. Anh em nhìn kìa. Nó biến ra 2 con Fallen của tôi. Xong rồi 2 con Fallen của tôi nó đấm nó sấp mặt luôn. Chùi ui. Đẩy nhiều máu luôn anh em ạ. Cứ tưởng là counter tôi dễ thế á. Không dễ đâu. Ừ. Anh em thấy hay thì tôi muốn like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Một trong những siêu phẩm hay nhất ở trong tuần này. Chuyển bài cực luật. từ cái bộ thầy thuốc cứu người mà chuyển sang thành chúng sinh bình đẳng, cực kỳ hay luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem con Fallen Witcher kẹp với 9 Assassin Fake nó khó chịu đến cỡ như nào anh em nhá. Chắc là anh em biết hết rồi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.